ST25, gạo từng đạt danh hiệu ngon nhất của thế giới năm 2019, đã ngày càng được nhiều địa phương mở rộng sản xuất. Sau phía Bắc vào lúc này thì Tây Nguyên cũng đã có vụ thu hoạch đầu tiên, giống lúa tưởng rằng chỉ phù hợp với phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long lại được sản xuất thành công và cho chất lượng tốt khác biệt trên vùng đất cao nguyên núi lửa, trở thành cây làm giàu của nhiều nông hộ. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì, bền bỉ, dám thay đổi từ chính quyền cho đến người dân. Dưới chân núi lửa Nam Plan đã ngủ yên, bà con nông dân xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tất bật thu hoạch những thửa lúa cuối cùng của vụ hè thu. Việc áp dụng cơ giới hóa giúp cho thời gian thu hoạch nhanh chóng và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, giống lúa bà con đang sản xuất mang lại kết quả ngoài mong đợi. Làm cái giống ST24-25 này khoảng độ 70 tấn trên 2 vụ, mỗi năm là thu hoạch khoảng hơn 500 triệu. Cái giống ST24-25 này là nó kháng được sâu bệnh và cái năng suất là rất cao. Đến bây giờ, bà con nông dân chúng tôi cũng làm giàu lên từ cây lúa. Làm giàu từ cây lúa là điều nông dân nơi đây chưa bao giờ dám nghĩ. Cho đến khi chính quyền huyện Krông Nô mạnh dạn chọn giống ST24 và tiếp đó là ST25 vào trồng khảo nghiệm để thay thế những giống cũ không còn hiệu quả. Đến bây giờ, diện tích lúa ST24 và ST25 đã chiếm hơn 90% trên cánh đồng trải dài 700 hecta. Lúc đầu cũng rất là khó khăn đấy. Đặc biệt là cái việc mà kết nối với bà con để mà thay đổi từ cái giống cũ sang giống mới là cả vấn đề. Nhưng mà sau một vụ, một mùa làm thì bà con thấy cái năng suất rất là cao, giá tốt nên là bà con cùng nhau để sản xuất cái giống lúa này. Chúng tôi sẽ giúp đỡ hợp tác xã mở rộng quy mô chế biến sâu. Ngoài gạo ra thì các sản phẩm sau gạo như bánh gạo, bột gạo đấy, để mà nâng cao cái giá trị hiệu quả kinh tế theo đúng nghĩa là kinh tế nông nghiệp. Kết thúc vụ hè thu, bà con Buôn Chóa tiếp tục chờ đợi một vụ mùa mới, thắng lợi mới. Trong tâm thế, họ đang làm ra hạt gạo ngon nhất thế giới.